tâm hồn thì bạn nhân chứng của nhà tứ nhà khỏe giúp gia đình anh thì cùng với tất cả các tiếng em ở nhà trong ngày hôm nay hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Sau đây chúng ta có vài câu thơ để kính tặng gia đình anh chị. Em xin viết tặng bài thơ chúc mừng anh chị 40 năm chung phòng, sinh ra một kiếp bận rộn cuộc sống vất vả lo toan gia đình, lớn lên nhập ngũ xa quê Lào Cai gặp được chị Miền hôm nay. 40 năm cùng chung căn gối đến bây giờ cũng đã thành công, con trai con gái đủ đầy, cháu con thành đạt như ngày hôm nay. Anh khắc tâm con người đức hạnh, gặp chị Miền phúc hậu đoan trang, Lào Cai đến thị trấn thôn cùng nhau xung đắc, cùng nhau vun đắp của ngày hôm nay. Trải qua không ít khó khăn, anh tâm cùng chị không ngừng phát huy, được ông trời ban cho sức khỏe. Sẵn con người có chí minh, có tài có đức vẹn toàn, bạn bè đồng nghiệp với cùng bà con luôn kính trọng con người anh đó, có tấm lòng độ lượng bao dung. Hôm nay tổ chức ngày vui, làng xóm đông đủ với cùng anh em. Em chúc anh chị luôn hạnh phúc và đông đầy tình cảm yêu thương. Chúc con cháu công thành danh toại. Chúc mọi người có mặt hôm nay luôn mạnh khỏe, an yên hạnh phúc, luôn vui vẻ, khỏe mạnh yêu đời. Hôm nay uống rượu thật say, say bia, say rượu, say tình, niềm tâm, để chúc mừng bồ đôi bồ câu hạnh phúc, chúng ta cùng mở rượu nâng ly. Ẩm thực chuẩn bị sẵn sàng, chúc cho buổi tiệc tràn đầy niềm vui. Xin mời bạn. Sau đây Thu Hà và Lê Thanh Mai sẽ thể hiện một bài hát dân ca. Sứ nghệ mời rượu.